Xin chào anh em, trong video này tôi sẽ giới thiệu đến anh em một số loại dây mồi luồn dây điện đang được anh em thợ điện nước sử dụng khá là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Hiện tại các loại dây mồi này tôi đương sắp xếp nó theo thứ tự từ đường kính nhỏ nhất đến đường kính lớn nhất. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em loại dây mồi đầu tiên. Loại dây mồi đầu tiên là loại dây mồi của hãng CMQ. Nó được làm bằng cáp phi 3,5, có một đầu mồi khá là mềm ở đây. Loại dây mồi này được đựng trong một cái hộp nhựa rất là tiện lợi. Cái hộp nhựa này anh em muốn cho dây cáp ra thì anh em chỉ cần quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ, và muốn kéo dây cáp lại thì anh em chỉ cần quay theo chiều kim đồng hồ. Một ưu điểm của cái dây cáp này đó chính là khi anh em sử dụng nó sẽ rất là tiện lợi, nhanh chóng. Anh em sẽ không phải mất công khi gỡ rối những cái loại đoạn dây cáp này để mà luồn dây vào, và không phải cuộn những cái dây cáp này lại khi anh em sử dụng xong. Và một cái hộp này thì anh em có thể thay thế loại dây cáp từ 10m đến 50m nhá. Tuy nhiên thì giá thành của cái loại dây mồi này nó khá là cao. Hiện tại một cuộn 10m nó đương có giá là 320.000. Mặc dù là giá 320.000 nhưng mà cái chất lượng của nó chỉ là chất lượng tầm trung thôi anh em nhé. Tôi thấy chưa được ưng ý lắm vì chất lượng của cái hộp này khá là lỏng lẻo. Nếu như anh em nào muốn loại chất lượng hơn thì khả năng nó phải là tiền triệu anh em nhé. Loại dây mồi thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến anh em cũng là loại dây mồi bằng cáp. Loại dây mồi này có đường kính là 4mm, cũng được lắp thêm một cái đầu mồi rất là mềm. Nhưng cái đầu này thì có một số cạnh sắc cho nên là cũng dễ vướng vào các ống ghen anh em nhé. Đây là loại dây mồi được anh em thợ sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Nó có độ bền cao, khá là mềm dẻo, nhưng mà nó làm bằng thép cho nên là không thể tránh khỏi cái việc bị han rỉ theo thời gian đâu. Cái loại dây mồi thứ ba mà tôi muốn giới thiệu đến anh em là loại dây mồi bằng nhựa. Chỉ có hai cái đầu của nó bằng sắt thôi. Loại dây mồi này thì tôi thấy khá là cứng, không được lắp một đầu mồi mềm như cái loại dây cáp này. Và tôi cũng thử rồi thì cái loại dây mồi bằng nhựa này, cái độ đi xa của nó sẽ không thể nào bằng dây cáp được, vì nó có đường kính phi 4,5, khá là to, và nó không có đầu mồi nhỏ để đi theo nữa cho nên là nó không đi xa được. Một ưu điểm của loại dây cáp mồi này đó chính là không dẫn điện, và cái độ bền của nó thì khá là tốt. Nó không như cái dòng dây cáp này bị han rỉ theo thời gian. Loại bằng nhựa này thì sẽ không bị rỉ, anh em có thể dùng thoải mái. Nhưng mà cái độ chịu va đập của nó thì tôi tin là sẽ không thể nào chịu va đập tốt như cái loại dây cáp này được. Loại dây mồi bằng nhựa này khi bị các cái đồ nặng nó rơi vào thì chưa chắc nó đã bền bằng loại dây cáp. Còn loại dây mồi cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến anh em cũng là loại dây mồi bằng nhựa. Cái dây mồi này khá là to, đường kính của nó là 6mm. Nó được tết bằng 3 cái sợi dây nhựa nhỏ vào với nhau. Đây là loại dây mồi to nhất mà tôi thấy ở thị trường, vì cái mục đích sử dụng của nó là sử dụng trong những cái công trình lớn, cho những cái ống ghen lớn và kéo những loại dây điện to. Cái đầu của nó đã là phi 8 rồi anh em nhé. Vẫn được lắp một cái đầu mồi nhỏ ở đây, cũng khá là mềm. Nhưng mà như anh em thấy đấy, khi tôi uốn cong như thế này thì cái độ mềm dẻo của nó không có, cho nên là sẽ không thể nào đi được trong những cái ống ghen nhỏ. Do vậy đây là cái loại dây mà được anh em thợ ít sử dụng nhất. Nó chỉ sử dụng ở trong công trình lớn chứ không phải sử dụng ở nhà dân đâu anh em nhé. Không biết anh em đang sử dụng dây cáp mồi nào và nó có hợp lý hay không? Xin cho tôi ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.